Lưu ý, video có chứa nội dung kinh dị, ma quái, có thể không phù hợp với những người yếu tim hay sợ ma. Đề nghị cân nhắc trước khi xem. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top 5 Lạ Kỳ. Chắc các bạn còn nhớ, có lần Top 5 Lạ Kỳ đã trưng cầu dân ý về việc làm một series về Creepypasta. Nôm na là một thể loại chuyện kinh dị mà chúng tôi sẽ giải thích cụ thể hơn ở phần sau. Và rất may mắn khi chúng tôi đã nhận được những phản hồi tích cực và hào hứng từ các bạn. Chính vì vậy, những người làm top 5 đã quyết định mở ra một kỷ nguyên mới cho những tín đồ chuyện kinh dị, lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Nữ hoàng Oppa Ganesan truyền kỳ Thầm cung độc chiến. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu series video kinh dị Creepypasta truyền kỳ Xem xong còn ướt. Ngay bây giờ hãy cùng đến với tập 1 Creepypasta và những điều cần biết. Creepypasta là gì? Chắc hẳn đối với chúng ta, khái niệm chuyện ma là cụm từ đã quá đỗi quen thuộc. Bạn có nhớ như tôi mất điện ngày bé, ngồi quay tròn bị ánh nến lập lòe, hồi hộp lắng nghe người lớn kể lại những câu chuyện hoang đường, rùng rợn. Hay mỗi khi chúng ta không nghe lời, cha mẹ vẫn thường mang những ông bà bị, ngõ ộp, già dọa dẫm. Với sự bùng nổ của mạng xã hội, những câu chuyện ma quỷ đó không chỉ đơn giản mang tính truyền miệng nữa, mà nhanh chóng tràn ngập khắp nơi trên mạng Internet và được gọi chung là Creepypasta. Về bản chất, có thể gọi Creepypasta là chuyện ma cũng không sai. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của nó lại lớn mạnh hơn rất nhiều, một phần bởi chúng được thuật lại một cách rất chi tiết, có cả thời gian và địa điểm xác thực, giống như chính người trong cuộc kể lại hơn là sản phẩm theo dệt của tưởng tượng. Một số câu chuyện được cho là dựa trên sự kiện có thật truyền tay nhau, như bản nhạc khiến cho hàng loạt người tự tử sau khi nghe, hoặc dễ chấp nhận hơn là phát hiện về các sinh vật kỳ lạ. Chính yếu tố nửa tin nửa ngờ này đã tạo ra một không khí bí hiểm xung quanh Creepypasta, kích thích trí tò mò cũng như lôi cuốn những người theo dõi. Nguồn gốc của Creepypasta. Trước hết, hãy tìm hiểu khái niệm Copypasta, đọc trạch từ copy-paste, tức là sao chép và dán, bao gồm những đoạn text được lan truyền theo công thức copy-paste lại liên tục trên Internet và thường mang tính chất là những tin rác, spam. Ví dụ rõ ràng nhất là những tin nhắn Yahoo hay Facebook yêu cầu bạn forward, tức chuyển tiếp cho toàn bộ bạn bè của mình nếu không muốn bị khóa tài khoản, hoặc những mẩu chuyện có nội dung như nếu gửi cho X người trong vòng Y giờ, bạn sẽ gặp may mắn. Creepypasta, trong đó từ creepy mang nghĩa rùng rợn, cũng tương tự như vậy, là những mẩu chuyện, hình ảnh, đoạn nhạc, video kinh dị, những truyền thuyết hư cấu được lan truyền qua các tin nhắn hoặc email trên các diễn đàn, mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Một phần trong số đó bao gồm những câu chuyện kinh dị từ xa xưa, một phần khác lại mang tính hiện đại như những video game bí ẩn, tài khoản ma trên Facebook, YouTube. Hầu hết các creepypasta được lan truyền với mục đích gieo rắc nỗi sợ hãi, vừa ám ảnh lại vừa kích thích trí tò mò của người đọc. Nhưng cũng có những chuyện được tạo ra nhằm trôn, đánh lừa và trêu ghẹo. Chắc các bạn cũng đều từng gặp qua một dạng thể loại này, chẳng hạn như click vào những đường link bí ẩn của bạn bè mình, sau đó giật mình thoăn thoắt khi một khuôn mặt kinh dị lao thẳng vào màn hình, hoặc khi bạn đang tập trung chơi game, dí mắt vào màn hình để qua màn thì bị nguyên một con ma úp vào mặt, kiểu như này. Vì sao Creepypasta trở nên nổi tiếng? Mặc dù từ đầu thập niên 90, những câu chuyện kinh dị ngắn gọn đã bắt đầu lan rộng trên Internet thông qua những email được forward liên tục. Nhưng đến tận tháng 7 năm 2007, cụm từ Creepypasta mới xuất hiện và được đưa vào sử dụng bởi cộng đồng thành viên 4chan, một diễn đàn được xem như một trong các góc khuất của Internet, nơi trú ngụ của cộng đồng phù du và những người vô danh. Với tốc độ phát triển nhanh như vũ bão của Internet trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đặc biệt là trong vài năm trở lại đây, Internet giờ đây là một thứ gì đó gần như được phổ cập toàn dân. Người người Facebook, nhà nhà online. Vậy nên cũng dễ hiểu khi mà Creepypasta nhanh chóng thâm nhập, tạo sức hút và trở nên tràn lan trên vô số các diễn đàn cũng như trang mạng trong nước và thế giới. Sự phát triển của Creepypasta. Hiện tại lượng Creepypasta đã đạt đến con số khổng lồ và không ngừng tăng lên từng ngày. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy rất nhiều trang chuyên tổng hợp về Creepypasta như Creepypasta.com, Creepypasta Wiki hay cả trên Tumblr. Một kho Creepypasta phong phú khác có thể kể đến là mục Paranormal, những hiện tượng bất thường của 4chan. Tờ New York Times thậm chí từng đăng một bài báo vào ngày 12 tháng 11 năm 2010. Buồn chán khi làm việc, hãy thử xem Creepypasta và Web Scares,
chứng tỏ tầm ảnh hưởng của creepypasta không hề nhỏ. Có thể nói creepypasta giờ đây đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong thực đơn giải trí của giới trẻ Việt. Cũng phải công nhận tầm quan trọng của creepypasta trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển, đặc biệt là ngành dệt may với các sản phẩm chủ đạo là quần và bỉm siêu tâm hút. Các nhánh của creepypasta. Cryptic. Đây là nơi trú ngụ của những mẫu truyện ngắn được gọi là cryptic, một thế giới riêng của creepypasta. Về cơ bản thì cryptic là một thể loại truyện kinh dị trinh thám, nhưng những phần kinh dị không thể hiện ra bên ngoài mà ẩn trong từng dòng chữ và sẽ để lại trong đầu bạn một câu chuyện kinh dị. Việc bạn phải làm là tự suy nghĩ cho mình câu trả lời, và bạn phải nhớ trong cryptic thì không gì là không thể. Hãy để tưởng tượng của bạn bay thật xa, hãy trải nghiệm cảm giác đọc truyện từ tuần trước mà tối nay mới chợt nổi da gà. Chúc các bạn theo quần vui. Urban Legend. Urban Legend là một hình thức văn hóa dân gian thời hiện đại, bao gồm những chuyện kể mà người kể chúng có thể tin hoặc không tin là có thật. Cũng giống như các chuyện dân gian và chuyện thần thoại khác, những truyền thuyết thành thị không nói lên điều gì về tính xác thực của những câu chuyện đó, mà chỉ đơn thuần nói lên rằng những chuyện kể ấy được lưu hành trong xã hội, làm sao thất bản qua thời gian và chứa đựng trong mình những ý nghĩa đã thúc đẩy cộng đồng bảo tồn và truyền bá nó. Dù được gọi là truyền thuyết thành thị, nhưng không nhất thiết chúng phải bắt nguồn từ khu vực thành thị. Cách gọi này thực ra dùng để phân biệt với những chuyện kể dân gian truyền thống đã có đến trước thời công nghiệp hóa. Vì nguyên do này mà các nhà xã hội học và nhà nghiên cứu văn hóa dân gian thích dùng thuật ngữ truyền thuyết hiện đại hơn. Thi thoảng những chuyện này được lặp đi lặp lại trên các bản tin thật sự, và trong những năm gần đây còn được phát tán qua thư điện tử và mạng xã hội. Mọi người thường tuyên bố rằng những chuyện này đã xảy ra với bạn của bạn họ. Real Story. Đúng như tên gọi, Real Story đơn giản mà nói là những câu chuyện ma được người từng trải kể lại. Thế nhưng tính xác thực của nó còn phụ thuộc vào độ thành thực của người kể chuyện. Nếu anh ta là một kẻ hay chém gió thì tốt nhất là đừng có tin. Ceremonial. Ceremonial hay còn gọi chính xác là nghi thức. Đây là những mẫu văn tự hướng dẫn cách gặp ma quỷ, cách biết tương lai hay chỉ là một trò chơi với thế lực siêu nhiên. Nhưng bạn nên nhớ, đã liên quan đến thế lực siêu nhiên thì thường không có điểm lành. Và hiển nhiên, chính bạn là người phải đối mặt với mọi hậu quả bạn gây ra chứ không ai khác. Video clip. Những video kinh dị được quay lại hay những đoạn phim kinh dị và bí ẩn một cách khó hiểu được lan truyền, trôi nổi trên mạng mà hầu hết chưa được kiểm chứng, hoặc cũng có thể là những đoạn phim có màn hoạt hình nổi tiếng bị thất lạc. Tóm lại, có thể coi creepypasta như là một liều thuốc độc ngọt ngào, biết là độc nhưng vẫn muốn thử. Đối với những người mới tìm hiểu thì đây là một thứ bí ẩn. Còn với những ai đã gắn bó với thể loại này thì sẽ thấy creepypasta là một điều thích thú. Tuy nhiên, creepypasta có những hệ lụy mà không phải ai cũng lường trước được. Chính vì vậy, nó chỉ dành cho một số đối tượng nhất định. Mà cụ thể thì như chúng tôi đã nói ngay từ đầu video, đó là những người không yếu tim và không sợ ma. Vậy creepypasta có xấu không? Xin thưa, không. Creepypasta không hề xấu. Đó là điều mà chúng tôi xin được phép khẳng định. Câu hỏi nên là creepypasta nên hay không mới đúng. Dù sao thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Creepypasta nên hay không và lành hay dữ đều do bản thân mỗi chúng ta quyết định. Nếu bạn đủ bản lĩnh để quay trở về thực tại cuộc sống sau khi đọc creepypasta thì hãy tiếp tục. Còn nếu bản thân bị ám ảnh hay luôn cảm thấy lo sợ thì chúng tôi khuyên bạn nên dừng lại ngay và luôn. Bản thân những người đam mê trong giới muốn tìm hiểu về creepypasta đều phải đặt cho mình những quy định ngầm và phải thực hiện. Bởi hậu quả của những trò đùa kinh dị luôn không thể lường trước. Hãy xem video này như một phép thử hay một lời cảnh báo của chúng tôi, những người làm top 5 gửi đến các bạn. Mong các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.
có tiếp tục theo dõi những video tiếp theo trong series kinh dị về Creepy Pasta của chúng tôi hay không? Bởi vì từ video sau, mọi thứ sẽ thực sự kinh dị. Hê hê, đùa thôi. Nếu nhà đồ bỉ và quần để thay thì cứ xem nhiệt tình nha mấy chế. Sợ gì? Trên đây là video giới thiệu về Creepy Pasta, cũng như loạt video kinh dị về Creepy Pasta của Top 5 Lạ Kỳ. Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn có đủ dũng cảm để xem các phần tiếp theo của series này không? Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ với bạn bè. Đừng quên subscribe để xem các video sau của series kinh dị về Creepy Pasta, cũng như các video thú vị và hài hước khác của channel. Hiện tại channel Top 5 Lạ Kỳ có một fanpage duy nhất tại địa chỉ www.facebook.com/top5laky. Hãy like fanpage và bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Top 5 con búp bê bị ma ám, nổi tiếng và đáng sợ nhất thế giới. Búp bê Mandy. Câu chuyện bắt đầu xảy ra vào năm 1991, khi một người phụ nữ tên Miranda tặng con búp bê này cho bảo tàng Kusnell ở British Columbia, Canada. Bà kể rằng vào một đêm, bà bị đánh thức bởi tiếng khóc lại dưới tầng hầm. Khi xuống kiểm tra, bà phát hiện cửa sổ mở toang, một con búp bê cũ kỹ đang ngồi trên đó nhìn bà chằm chằm. Quá sợ hãi, sáng hôm sau, bà đã đem con búp bê tới tặng bảo tàng và người ta đặt tên nó là Mandy. Đến thời điểm hiện tại, người ta vẫn chưa rõ Mandy là con búp bê được sản xuất ở Anh hay Đức, và vào năm 1910 hay 1920,